Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe gian cao cấp đến từ thương hiệu TCR Compact Wrap các bác nhé. Đây là mẫu xe siêu nhẹ với sử dụng bộ khung nhôm siêu nhẹ với cảng carbon, bộ cấu hình của Tiagra. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe gian TCR Compact Wrap. Đây là một mẫu xe siêu nhẹ, một thương hiệu lâu đời của dòng xe gian này, sản xuất năm 1972, có ghi trên khung đây. Cọc yên của ABR, cọc yên hiệu các bác nhé. Và yên thì vẫn giữ yên nguyên zin của da. Vẫn là bộ khung của Alux SL 6061 series Vân Lai. Vâng, đây là em đánh giá chiếc bộ khung này, nguyên cả một cái xe rất là nhẹ so với những chiếc xe thông thường khác mà em giới thiệu. Mặc dù là khung nhôm thôi nhưng mà nhẹ hơn cả carbon. Theo bộ khung rất là tốt. Công nghệ độc quyền nhôm của Gian thì không còn gì để bàn rồi, nổi tiếng thế giới. Đây là một chiếc xe được xuất sang thị trường quốc tế các bác nhé. Chiếc xe đua chuyên nghiệp. Và đây là một website chính hãng của xe. Gianbicycle.com. Đùi đĩa của Tiagra. Củ đề của Shimano Tiagra. Vâng. Bộ lip 10 tầng. Xích và lip còn rất là mới các bác nhé. Các bác có thể thấy đây. Giá đĩa của Tiagra luôn. Nguyên bộ group của Tiagra. Đây là bên đây là phanh 3 mảnh của Tiagra. Đồng bộ theo xe. Bộ vành. Em sẽ giới thiệu bộ vành các bác, bộ vành rất là cao cấp của Shimano. Shimano các bác nhé. Máy ơ của Shimano thôi. Để quay xuống các bác xem. Vâng, thì bên trên đây thì xe được người chủ chức nâng cấp lên Ford của con Challenger Mỹ. Càng carbon. Đây các bác có thể thấy C carbon, ký hiệu chữ carbon đây. Trên càng cũng có ghi chữ carbon. Cục nhôm của carbon siêu nhẹ rồi. Đây bộ bánh trước của xe. Bánh trước của Shimano. Mày ở trước. Cũng của Shimano các bác. Bộ xăm lốp thì là 700 x 23C, vành 700, tổng cỡ là 23C. Bộ tay lắc cao cấp của Shimano Tiagra các bác nhé, đồng bộ theo xe. Phanh trước của Tiagra. Có thể lên Google để xem thêm một chiếc xe này, dòng xe đua cao cấp của Giang, Giang TCR Compact Road. Đùi đĩa Tiagra.
quay lại toàn bộ chi tiết xe. Kia cũng vừa ra. Xe đo chiều cao khung đứng của xe. Trên khung xe Vi size S được không? Vâng, khung đứng của xe là 47 675 ngang. Ngang của xe là 48 các bác nhé. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Đang sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Vâng, xe được sử dụng nguyên một bộ group của Shimano Tiagra. Rất là cao cấp. Lên đi. Đúng đi. Xuống đĩa. Lên đĩa. Còn gạt đĩa ở kia ra các bác nhé. Để chuyển nó rất tốt. Đây là một mẫu xe đua cao cấp của dòng xe Gian. Gian TCR Compact Road. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Gian TCR Compact Road. Chiếc xe được trang bị khung nhôm siêu nhẹ alloy XL và càng carbon, sử dụng nguyên bộ cấu hình của Shimano Tiagra. Chiếc xe được bán tại cửa em mức giá là 11,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kim Xe Đạp và nhớ vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.